Có thể nói du lịch hiện đang là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, chiếm tới 12,3% GDP của cả khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì để có thể được hưởng đầy đủ những lợi ích kinh tế từ du lịch thì các nước ASEAN cần phải có một sự hợp tác hơn nữa để có thể tạo ra sự di chuyển thuận tiện trong khối dành cho các du khách. Giải pháp đang được tính tới đó chính là thành lập một hệ thống thị thực chung. Tương tự như mô hình của khu vực đi lại tự do Schengen tại châu Âu, hệ thống thị thực chung ASEAN sẽ cho phép những người được cấp có thể di chuyển một cách thuận tiện giữa các quốc gia thành viên trong khối. Điều này sẽ khiến ASEAN trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn với khách du lịch, tận dụng tối đa lợi thế của mạng lưới hàng không giá rẻ trong khu vực. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn chỉ cần xin thị thực một lần là có thể đi bất cứ đâu trong khối ASEAN. Điều này sẽ giúp du khách tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Hệ thống thị thực chung được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch các nước ASEAN phát triển mạnh, qua đó tạo thêm công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ đói nghèo. Tuy nhiên, việc biến ý tưởng này trở thành hiện thực là chuyện không hề dễ dàng, bởi các nước ASEAN hiện vẫn đang có những sự khác biệt trong chính sách nhập cư, thị thực và cả những cách tiếp cận trong vấn đề an ninh soi chiếu đối với du khách. Cho tới nay, ngành an ninh vẫn đang phản đối ý tưởng này. Tuy nhiên, từ góc độ của ngành du lịch, chúng tôi thực sự nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi thực sự hy vọng rằng trong 2-3 năm tới, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Với dân số trên 600 triệu người và GDP 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, ASEAN được đánh giá là một thị trường du lịch đầy tiềm năng, đặc biệt là khi lượng khách quốc tế đến ASEAN trong những năm gần đây ngày càng tăng. Và tiềm năng đó sẽ được phát huy đầy đủ nếu các quốc gia thành viên có thể cùng nhau gỡ bỏ những rào cản, tạo ra một môi trường thực sự thuận tiện cho các du khách.